Chào mọi người, bây giờ mời mọi người cùng ngắm cảnh thị trấn Mường Lát sau cơn mưa này. Đẹp không? Bồng bềnh mây trắng ở lưng chừng núi này. Quay một số đoạn cho mọi người cùng ngắm cảnh nhé. Cầu Mường Lát này cảnh đẹp quá nên mình đang đi công việc tranh thủ quay tí cho mọi người. Nước sông này rất cạn nhé. Đây sông Mã nhé mọi người nhé. Nên mình quay cho mọi người tắm. Đây là phần phía hạ lưu sông Mã. Qua bên kia cầu cái là đến đất xã Tam Trung này. Đây đường đi xã Tam Trung và đi Mồ Lý này. Đây bây giờ mình quay lại cho mọi người ngắm cảnh mây nhá, tuyệt vời không? Đây là thượng lưu này, quay cho mọi người ngắm. Tuyệt vời chưa? Mây ở lưng chừng núi đấy. Mình thường xuyên quay chụp các khoảnh khắc mây trắng ở lưng chừng núi của Bản Lát này. Đây là trung tâm của Bản Lát, xã Tam Trung nhé. Xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là núi Lát này. Không gian quá đẹp đúng không? Tuyệt vời không mọi người? Quá tuyệt vời luôn đấy. Thì mình sẽ quay từng góc đẹp cho mọi người ngắm. Đây là cầu Mường Lát đấy. Mình đang đứng ở khu vực giữa cầu. Hôm nay là đang lặng gió nên là mây nó ở lưng chừng núi.
Đây là góc quay khác, mình quay cho mọi người xem nhé. Nhưng mà trên đường mình từ nãy giờ quay về đây thì mình có việc tí, cho nên là cái đám mây lưng chừng núi nó không còn bó lại như lúc đầu nữa. Rất đẹp. Cái vị trí này là ngày xưa mình ở đây là thường xuyên quay chụp được cái cảnh này, rất đẹp. Đặc biệt là cái sương lúc buổi sáng sau khi trời mưa xong của ngày hôm trước, hoặc là độ ẩm nó cao ấy, thì là mây sẽ ở lưng chừng núi nhé mọi người nhé. Chúc mọi người xem clip và video của kênh Tuân Vùng Cao vui vẻ nhé. Và nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và like, share, chia sẻ các clip của kênh nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau nhé.